Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Ở video tiếp theo hôm nay, em xin phép hướng dẫn mọi người là lập dự toán trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021, áp dụng các cái văn bản cũng như là các bộ đơn giá mới nhất đã được ban hành trên địa bàn tỉnh. Đầu tiên là đi nhanh một chút về các cái nội dung căn cứ để lập dự toán ở Hà Nam thời điểm hiện tại, thì ta sẽ có các cái căn cứ như sau. Đầu tiên là mọi người cần nắm được đó là bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam. Thì hiện tại là tỉnh Hà Nam đã ban hành đầy đủ các cái phần đơn giá phục vụ cho việc là lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh. Và các cái bộ đơn giá này thì về cơ bản sẽ được chia làm hai lần công bố. Như các anh chị chắc là một số người cũng đã nắm được hai lần công bố. Lần đầu tiên đó là công bố theo quyết định số 2622 ngày 22 tháng 12 năm 2020. Thì cái bộ đơn giá này, cái lần công bố theo quyết định 2622 này, thì Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam chỉ ban hành hai phần, đó là phần xây dựng cũng như là phần lắp đặt. Tên đầy đủ là lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình, tuy nhiên là khi mà ứng dụng ấy thì chúng ta gọi ngắn gọn đó là phần 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 lắp đặt. Sau khi ban hành cái bộ 2622 này thì các đơn vị cũng gặp tương đối một số cái khó khăn, do là cái việc không đồng nhất, không thống nhất giữa việc là khi mà làm khảo sát hay sửa chữa thì ta lại phải dùng định mức, còn cái phần xây dựng và lắp đặt thì ta lại dùng phần đơn giá. Cho nên là để tháo gỡ cái việc đó thì ngày 30 tháng 6 năm 2021 thì tỉnh Hà Nam đã ban hành các cái phần đơn giá còn lại của bộ định mức 10, bao gồm đó là phần khảo sát, sửa chữa và phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, ban hành theo quyết định số 1097 ngày 30 tháng 6. Thế thì trong quá trình sử dụng mà chúng ta cần phải làm các cái phần về 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 đơn giá thì mọi người chú ý nội dung này, đó là khác với một số tỉnh khác, Hà Nam không ban hành đồng bộ mà ban hành chia làm hai lần. Cái thứ hai đó là, tuy nhiên là các cái hai lần ban hành này thì đều có các cái cơ sở ban hành tương đương nhau. Đó là ban hành cho khu vực 3, tức là chỉ chọn một vùng, đó là vùng khu vực 3, em xin lỗi, vùng 3 là cái căn cứ để ban hành bộ đơn giá. Vùng 3 này bao gồm là thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên và huyện Kim Bảng. Và chú ý tiếp theo đó là khi làm dự toán cho các địa bàn còn lại thì chúng ta cần cần tính bù giá cho nó phù hợp. Cái việc bù giá này thì sẽ dựa trên cái việc là gì ạ? Đầu tiên đó là cái bù nhân công, và thứ hai đó là cái bù về về máy. Đó, cái nội dung này các anh chị nắm được. Tiếp theo đó là như đã trình bày ở trên thì cho dù là ban hành hai lần thì cũng định mức được ban hành cũng là kèm theo, cũng là bộ định mức và kèm theo thông tư 10 và được sửa đổi bổ sung một số mã theo thông tư 02. Đó. Tiếp theo là về phần giá vật liệu thì được lấy theo công bố giá của Hà Nam, mức giá chưa có thuế. Về phần giá nhân công được áp dụng thì đều lấy theo quyết định số 2209 ngày 27 tháng 10 2020. Phần ca máy thì lấy theo quyết định 2622 ngày 22 tháng 12 2020, và đều là của khu vực 3 như em có trình bày ở bên trên. Đó là chọn khu vực 3 là cái vùng gốc để xây dựng bộ đơn giá. Cho nên là về nhân công và ca máy thì tất nhiên rồi, chúng ta đều phải phải lấy theo vùng 3. Đó là một sơ lược một số cái cơ bản. Còn những cái chung ví dụ như là phần quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chúng ta lấy theo thông tư 09, hay là chi phí quản lý dự án thì lấy theo thông tư 16, thì những cái này là những cái chung rồi. Thì em xin phép là đến các cái đó, các phần đó thì em sẽ đề cập, còn lại là đây là những cái đặc thù riêng của tỉnh Hà Nam. Thì đầu video thì em xin phép là trình bày để mọi người nắm được và trong quá trình áp dụng cho nó dễ, được không ạ? Thì tóm gọn lại thì có một số yếu tố như sau. Đầu tiên đó là về bộ đơn giá công trình tỉnh, xây dựng công trình tỉnh Hà Nam thì được ban hành hai lần. Lần thứ nhất là lắp đặt và xây dựng, lần thứ hai là các phần còn lại là khảo sát, sửa chữa và thí nghiệm. Nội dung thứ hai đó là bộ đơn giá thì chọn khu vực 3 làm khu vực vùng 3 làm giá gốc. Và tiếp theo đó là nhân công thì theo quyết định 2209 và ca máy thì theo quyết định là 2622. Toàn bộ những cái văn bản về nhân công cũng như ca máy đề cập ở đây thì em sẽ đính kèm ở phần mô tả của video để anh chị nào mà cần thiết thì có thể tải về để tham khảo sử dụng, đúng không ạ? Thì
Tất nhiên là trên phần mềm dự toán ETA đã cập nhật đầy đủ tất cả những cái hệ thống văn bản mà em vừa đề cập ở trên, bao gồm có là gì ạ? Các cái phần đơn giá theo 2622 và 1097, các cái phần giá nhân công theo 209, 2209 và 2622, thì toàn bộ các nội dung này là ETA đã cập nhật đầy đủ cả, và cũng đã có các cái việc mà hỗ trợ khách hàng để sử dụng các cái phần để lập dự toán ở tỉnh Hà Nam sao cho nó đầy đủ và chính xác nhất, được không ạ? Chuyển sang phần thứ hai của video, đó là em sẽ hướng dẫn mọi người, đó là ứng dụng trên phần mềm dự toán ETA để lập dự toán để tỉnh Hà Nam thời điểm hiện tại. Thì đầu tiên là để ứng dụng thì tất nhiên là chúng ta phải có phần mềm rồi, được không ạ? Thì đây là giao diện của phần mềm em đã cài đặt sẵn. Nhưng anh chị nào mà đã dùng ETA thì có thể mở phần mềm lên để sử dụng. Nhưng anh chị nào mà chưa biết đến ETA hoặc là chưa cài ETA để sử dụng thì có thể vào website của chúng em, đó là dự toán eta.vn. Sau đó thì ở trong phần tải về này có tải bộ cài cho Win 7810, mọi người bấm vào để tải bộ cài về để cài đặt sử dụng, hoặc có thể điền theo form dùng được miễn phí đó để tải bộ cài về để ta tải trải nghiệm sử dụng, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với em Trịnh theo số điện thoại là 0916 946 336 để được tư vấn cài đặt đó, để mọi giải đáp mọi cái thắc mắc của các anh chị. Không dài dòng nữa, đi ngay vào cái phần hướng dẫn trên phần mềm. Thì đầu tiên là tất nhiên rồi, ta phải mở phần mềm lên, đúng không ạ? Tiếp theo thì cho anh chị vào tải đơn giá này, chọn tải về hoặc là cập nhật tỉnh Hà Nam để nó cập nhật những cái nội dung mới, được không ạ? Tiếp theo đó là lập dự toán ở Hà Nam thì ta cần phải chọn chọn Hà Nam. Đó, ta chọn tỉnh Hà Nam. Chọn Hà Nam này. Và chọn các cái phần đơn giá cần làm. Như có vừa trình bày lúc trước thì ta sẽ chọn các cái quyết định mới, bao gồm có là 2622 và 1097, được chưa? Thì mọi người sẽ lựa chọn các cái nội dung này để làm. Đây là với điều kiện làm theo mới, cho nên cái gì chọn như vậy. Sau đó thì chọn là sử dụng đơn giá đã chọn. Còn anh chị nào đã chọn sẵn Hà Nam rồi thì vui lòng bấm vào cái phần chọn đơn giá ở bên này như thế này. Đây, bấm chuột vào đây, bấm chuột vào đây. Nó sẽ sổ ra xem là mình đang chọn đơn giá gì, thì vui lòng kiểm tra lại đầy đủ. Vui lòng là không chọn các cái phần đơn giá hay định mức khác mà chỉ chọn các cái nội dung của 2622 và 1097. Anh chị chú ý cái nội dung này. Rất nhiều anh chị là chọn tất cả các đơn giá hay là chọn không đủ thì cũng không có cái độ chính xác trong quá trình mình làm. Sau khi chọn được đơn giá cần tra thì ta sẽ chọn các cái mã công việc phù hợp với công việc của mình, đúng không ạ? Phù hợp với công việc của mình, AG, AIA, FAK, hay là các chị có thể tìm kiếm công việc theo tên như em đang tìm ở đây, không ạ? Thì như mọi người thấy ở đây này, em đang tìm công việc theo ba cái thông, trường thông tin, đó là bê tông M200 và 2x4. Ở trên người ta hỗ trợ cái tính năng này, đó là mình cứ tìm theo các từ khóa và các cái từ khóa ngăn cách với nhau bởi dấu cách. Tức là gì, ở đây em quan tâm đến công tác là về bê tông Mark 200 và sử dụng là đá 24, thì phần mềm nó sẽ lọc ra giống như kiểu mình tìm Google đấy ạ. Cái từ khóa nó càng sát, nó càng cụ thể thì mình tìm công tác nó càng dễ. Đó là về về cái cách mà tìm kiếm mã hiệu. Song song với tìm việc tìm mã hiệu thì chúng ta sẽ vào cái mạng khối lượng công việc, thì có cách một số cách, ví dụ như là ta có thể vào trực tiếp này, trực tiếp vào đây khối lượng tổng, hoặc là vào diễn giải ở đây, giải công việc ở đây. Đó. Thậm chí ta có thể là chú thích cho cái phần diễn giải đó. Đó. Thì toàn bộ đưa ở dưới chân công tác này thì nó sẽ tổng đến đây. Hoặc là gì ạ? Đặc thù thì một số anh chị có thể thích làm cho đeo kích thước. Thì bấm vào phần kích thước này, nó sẽ loát ra cái phần là khối lượng diễn giải. Đó. Thì ta sẽ điền vào đây. Phần mềm nó cũng sẽ tính toán cái khối lượng cho mình. Đến cái bước này thì một số anh chị sẽ gặp vào một cái trường hợp, đó là vậy tôi có một cái file dự toán tôi đã chạy rồi, ok, và tôi muốn chuyển sang các cái phần đơn giá mới của tỉnh Hà Nam, thế thì có cách nào để tôi làm được nhanh và chính xác không? Thì phần này em sẽ hướng dẫn mọi người như sau. Đầu tiên đó là ta sẽ mở cái file đó lên, mở file nó lên, được không ạ? File nó lên, mở file cũ nó lên. Rồi, sau khi mở file cũ đó lên,
thì các anh chị làm theo các cái phần, làm theo các cái phần mà hướng dẫn như ở như như ở bên 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 tương tự như ở bước đầu tương tự, đó là gì ạ? Ta chọn Hà Nam này, đó, chọn Hà Nam này và chọn các cái phần đơn giá 2622 và 1097 được không ạ? Đó là về cái bước đầu tiên. Bước thứ hai đó là ta đã có công việc ở đây rồi, ta có công việc ở đây rồi, ta không cần phải tra từng công việc nữa, mà ta ở đây phần mềm sẽ hỗ trợ chúng ta là tra lại đơn giá. Anh chị bấm vào nút tra lại đơn giá này, sau đó thì chọn xem ở đây thì ta có thể chọn là tra lại tên hoặc là tra lại đơn giá, hay như là nó tùy theo cái mong muốn của mình ta tra lại. Sau khi tra lại thì tất cả những mã hiệu nào mà tương ứng có trong bộ đơn giá của Hà Nam thì phần mềm nó sẽ tra. Tuy nhiên là nó sẽ gặp những cái phần vấn đề đó là có những mã bộ đơn giá của Hà Nam không có. Đó, thế thì ta kiểm tra phần này thế nào? Thế thì ở đây các anh chị có thể tạm thời bỏ cái thanh tiền này đi để nó hiện cái đuôi. Đó, như anh chị thấy này, không ạ? Thế thì cái mã này ở trong bộ đơn giá Hà Nam có thì nó sẽ tra ra. Còn cái mã này là cái mã đặc thù xây dựng cho Lạng Sơn, họ dùng cái mã A. Đó, cho nên là Hà Nam không có mã tương ứng nên nó không tra được. Anh chị để ý phần đuôi này, một cái công việc đang chạy theo đơn giá nào nó sẽ hiện ở đây, thì mọi người sẽ kiểm tra và đưa nốt cái công việc này về theo bộ đơn giá của mình. Ở đây thì ta có thể chọn cái mã này, ở Hà Nam thì ta chỉ có mã này thôi, chọn mã này để cho nó về theo bộ đơn giá Hà Nam như này là được, được không ạ? Thì đó là cái cách kiểm tra và tra lại các cái mã của một cái dự toán cũ theo cái bộ đơn giá mới. Thế thì em xin phép tổng kết lại cái phần này, bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là ta sẽ tra lại đơn giá này, mở file cũ lên nhé, tiên quyết là ta mở file cũ lên này và chọn các phần đơn giá cần tra ở đây, được chưa? Và chọn tra lại đơn giá này, tra lại đơn giá xong xuôi thì ta sẽ kiểm tra xem là ở mã nào được tra rồi, mã nào chưa được tra. Mã nào được tra rồi thì rõ ràng là ổn rồi, đúng không ạ? Mã nào chưa được tra thì ta sẽ tìm cách ta tra hoặc là chọn những cái mã tương ứng trên cái bộ đơn giá của ta. Đó, được không ạ? Đó, quay lại cái file đang làm dở ở bên này. Thì sau khi hoàn thành được phần tiên lượng, ta sẽ chuyển sang phần vật liệu. Thì đây là cái bảng giá vật liệu. Tất cả những vật liệu mà sử dụng trong 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 bộ các cái công tác mà ta gọi sang ở bên bên tiên lượng. Ở đây ta sẽ chuột phải này, chọn nắp giá thông báo được cơ sở dữ liệu này, sau đó thì tải về các công bố giá của tỉnh Hà Nam để ta áp dụng. Ở đây thì ta đã cập nhật liên tục tất cả các công bố giá, như anh chị thấy có những biến động gì về xi cát đá sắt thép, bọn em cũng đã cập nhật đủ, mọi người có thể xem ở đây, hoặc là gì ạ, là áp dụng luôn theo ba cái tính năng là nắp giá cao nhất, thấp nhất và nâng cao. Phần mềm đã hỗ trợ, mọi người có thể tham khảo các bạn đây, nhưng mà anh chị thấy giá nó sẽ nhảy vào luôn, được chưa nào? Nội dung tiếp theo là về phần nhân công. Thì như có trình bày ở đầu video thì cả hai bộ đơn giá đều lấy giá nhân công theo quyết định 2209 và lấy giá nhân công mục 3. Cho nên là trong thực tế mọi người làm, nếu mà công trình này của chúng ta làm ở mục 3 thì ta không cần điều chỉnh giá nhân công nữa. Đó, nếu mà làm ở mục 4 thì ta sẽ điều chỉnh bằng cái việc chuột phải này, chọn nắp giá thông báo được cơ sở dữ liệu này, và nếu ai chưa có như thế này nhé, đây chưa có thì ta sẽ bấm tải về, sau đó thì áp dụng theo quyết định 2209 theo vùng vùng 3 thì ta áp. Tuy nhiên là do cái này vùng 3 thôi nên áp nó không có sự thay đổi gì cả, và vùng 4 thì ta áp. Thì ta sẽ em thử cái test công trình này sẽ coi như là làm vùng 4 nhé, được không ạ? Để cho nó có cái sự khác biệt thấy. Thì lập tức phần mềm sẽ áp cái giá của 2209 vùng 4 vào đây như thế này, ta hoàn thiện, không ạ? Tương tự như thế với máy, thì nếu mà làm vùng 3 thì rõ ràng là áp giá vùng 3 thì nó vẫn thế. Đó, đúng không ạ? Nếu ta làm vùng 4 thì ta chuột phải này, tương tự nhân công nhé, chuột phải này, nắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu, sau đó thì chọn nắp vùng 4, đúng không ạ? Thì giá hoàn toàn nó sẽ đổi. Tuy nhiên là khác với nhân công thì máy thi công là như thế này là chưa xong. Nguyên nhân là sao? Đây là giá của 2622 vào cái thời điểm 22 tháng 10 à, em xin lỗi, vào cái thời điểm là 22 tháng 12 năm 2020. Thời điểm hiện tại thì các cái mức giá xăng dầu đã khác rồi, cho nên là đến sau khi hoàn thiện lúc này thì ta cần phải bù giá nữa. Tức là bù giá này, chọn bù giá ca máy này. Thì ở phần này chúng ta đã chọn được cái nhân công theo vùng rồi, cho nên là cái việc bù giá nhân công là không cần thiết, đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ bù cái giá nhiên liệu theo cách thức như sau. Phần nhiên liệu gốc thì ta sẽ chọn nắp giá này và áp giá theo 2622.
Đó, được không ạ? Sở dĩ tại sao gốc phải áp cho 262 là cái phần ca máy này, ta lấy cái 262 và ta bù từ nó mà đi, cho nên là phần nhiên liệu gốc ta sẽ áp theo 262, được không ạ? Nhiên liệu hiện trường ta sẽ áp theo cái giá phù hợp mà chị muốn làm. Ví dụ như giá mới nhất ở thời điểm em làm video ngày 12 tháng 7, ta sẽ áp giá 12 tháng 7. Đó, được không ạ? Hoặc là chị có thể tự điều chỉnh theo cái giá mà mình mong muốn áp cho cái gói thầu này, và cái việc này chốt phải này, bởi giá nhiên liệu này và áp vào đây, được không ạ? Tóm gọn lại thì với phần giá gốc ta sẽ chốt phải này, chọn lắp giá nhiên liệu và chọn áp theo 2622. Phần nhiên liệu hiện trường ta có thể chuột phải cũng chọn lắp giá nhiên liệu và lắp theo cái thời điểm phù hợp, hoặc là chọn bảng giá nhiên liệu để điều chỉnh theo cái mong muốn của mình. Thì như chị thấy phần mềm nó sẽ tính toán và đưa ra cái phần chính là ở đây. Thì có thể thấy ngay một cái điểm đó là với cái cần cầu bánh xích này thì do là dùng nhân công ở khu vực 3, à còn em sẽ nói ở vùng 4, cho nên là giá ca máy lúc đầu nó sẽ thấp hơn. Tuy nhiên là được bù nhiên liệu lên, cho nên là về giá ca máy hiện trường sẽ cao hơn thời điểm ban đầu. Thì đây là những cái các chị cần nắm được giá tính, đặc biệt là cái thời điểm em đang 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 trình bày đây là thời điểm 15 tháng 7 2021, thì cái giá xăng dầu nó tăng rất là cao. Mình không thực hiện được cái thao tác bù lại thì chúng ta làm dự đoán sẽ bị thiệt rất là nhiều chi phí. Đây là những cái lưu ý chính đáng chúng ta được hưởng, cho nên anh chị chú ý để đưa vào phù hợp đúng đủ, không bị thiệt trong cái quá trình làm cái dự đoán của mình. Hoàn thiện các phần vật liệu nhân công máy thì ta sẽ cần bằng chi phí đầu tư, chi phí quản lý chi phí đầu tư sử dụng theo thông tư 09 và được sửa đổi bổ sung theo thông tư 02, tức là mẫu tổng hợp chi phí hạng mục trên phần data đó. Ở phần chọn mẫu, ta sẽ chọn mẫu theo thông tư 02 bù giá hoặc thông tư 02 trực tiếp. Thế thì cái này tùy theo cái mong muốn của anh chị thì mà ta sẽ chọn cái mẫu cho nó phù hợp. Đa phần là khi đã chọn có đơn giá rồi thì ta sẽ chọn mẫu bù giá này, thì nó chỉ khác nhau là cách thể hiện thôi, nó vẫn là 8 tỷ 3. Tuy nhiên là thay vì việc là thể hiện luôn cái việc 8 tỷ 3 thì nó sẽ thể hiện là gì? Là ta có 5 tỷ rưỡi theo đơn giá và được bù 2 tỷ 7. Là cái nội dung về chọn bảng. Sau khi chọn bảng xong thì ta sẽ chọn mẫu hệ số chi phí setup này và chọn loại công trình cho nó phù hợp, đúng không ạ? Công trình giao thông hay công trình dân dụng hay là công trình giao thông theo tuyến, thì chọn đóng lại thì là từng phần mềm sẽ cập nhật các hệ số phù hợp. Xong xuôi thì các chị bấm phân tích toàn bộ công trình để chạy lại toàn bộ dữ liệu và cũng như là kiểm tra xem là còn cái phần nào cần chỉnh không. Hoàn thiện xong hạng mục này thì ta sẽ có thể chuột phải này, chọn thêm hạng mục mới ở đây, ta làm hạng mục mới hoặc chọn phần tổng mức đầu tư theo thông tư 16 để ta thực hiện tính toán cái bảng này. Ở phần này thì chúng ta sẽ chọn thông tư 16 này, đúng không ạ? Sau đó thì vào phần chọn chi phí này, ở đây ta phục vụ tất cả chi phí có thể có trong một công trình. Khi mà làm anh chị có thể lược bỏ những cái chi phí nào không cần thiết hay là không được tính trong cái dự án này của mình. Ví dụ như phần chi phí giá phí bom giá phá bom mìn này, mình không được hưởng thì mình bỏ đi. Hay là công trình của mình không được tính dự phòng thì ta hoàn toàn có thể bỏ cái phần chi phí dự phòng đi. Hay là một số chi phí khác không có thì ta bỏ nó đi, lược nó đi. Ok không ạ? Nhìn lại thì hoàn toàn các anh chị có thể tự chọn được thành tự tạo cho mình một cái file thông tư 16 phù hợp với công trình của mình. Và cái file này các anh chị cũng có thể chọn lưu mẫu với tên khác và lưu nó lại, lần sau ta chọn nó thì nó sẽ ra cái mẫu mong muốn của mình. Em ví dụ như ở đây khi ta chọn mẫu 16 gốc thì vẫn có đủ tất cả các chi phí, nhưng khi ta chọn mẫu 1 được không ạ, thì nó sẽ đây một chọn mẫu 16 gốc nó sẽ vẫn có chi phí đầu năm và đầu 6 đầy đủ, được không ạ? Nhưng khi em chọn sang cái mẫu 1 em vừa tặng thì hoàn toàn nó sẽ về cái tỷ trọng của em, nên sẽ bỏ đấy, buộc năm một sáu đi, do là công trình của em không phù hợp, không được tính các chi phí đó. Cái nội dung tiếp theo là ta sẽ chọn loại công trình, các cấp thiết kế ở đây ngay trên đầu đây, những nội suy. Thì như anh chị cũng đã rõ, mỗi loại công trình thì sẽ có các cái đầu chi phí khác nhau, cũng như là tỷ lệ không giống nhau, khác nhau. Cho nên là ta chọn ở đây để về tính toán cho mình. Xong xuôi thì ta sẽ kiểm tra chạy lại, rà soát đầy đủ và ta xuất lên Excel nếu như mong muốn, hoặc là lưu lại giữa với file data để ta
hoàn thiện cái gai dự toán này. Đó. Thiện gai dự toán này, ta có thể lưu lại file công trình này, bấm vào nút in ngay hoặc là lưu. Cái này thì tùy cái đặc thù của anh chị các cái bước cuối này thì rất đơn giản rồi, anh chị chú ý. Trên đây thì em đã cùng với mọi người tìm hiểu một số điểm mới khi lập dự toán ở địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021, xem là căn cứ lập dự toán là như thế nào, có điểm gì cần chú ý, và qua đó thì cũng đã cùng với mọi người là lập một cái dự toán nhỏ nhỏ, qua đó thì hướng dẫn các anh chị lập dự toán trên địa bàn tỉnh Hà Nam thời điểm hiện tại. Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ lại với công ty ETA để được hỗ trợ. Hotline 0916 946 336 hoặc 0243 990 8038. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video lần sau. Xin cảm ơn.